Chủ một tiệm bánh ở Helsinki, Phần Lan đã tìm ra cách cứu cửa hàng mình khỏi lâm vào tình trạng khó khăn kinh tế do Covid-19 bằng cách làm ra những chiếc bánh trông giống như cuộn giấy vệ sinh. Đối với chúng tôi, đó là cứu tinh và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng tất cả nhân viên của tôi đều có việc làm trong nhiều tháng nay. Nhân viên tiệm cho biết khi có dịch virus corona, khách bắt đầu hủy đơn hàng trong khi những người tiêu dùng hoảng loạn bắt đầu tích trữ giấy vệ sinh. Điều này làm nảy sinh ý tưởng về một chiếc bánh hình cuộn giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh thật cháy hàng trong các cửa tiệm. Và một trong những thợ làm bánh của chúng tôi nói, hay là mình làm một chiếc bánh hình giấy vệ sinh trưng trên quầy. Cô ấy gợi ý làm một phiên bản lớn hơn so với thực tế, có thể được cắt thành từng miếng nhỏ cho khách hàng. Rồi họ làm 5 chiếc bánh, bán hết trong một vài tiếng. Họ bắt đầu chụp hình những chiếc bánh này và đăng chúng lên Instagram và Facebook. Và nó ngay lập tức lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Những chiếc bánh được làm từ bột yến mạch, kem mousse bị chanh dây và được phủ bằng kẹo mềm fondant màu trắng. Tiệm bánh hiện có hàng trăm đơn đặt hàng và phải thuê thêm người để theo kịp nhu cầu. Ngày mai là sinh nhật chồng tôi và tôi nghĩ rằng đây là chiếc bánh hoàn hảo cho anh ấy. Mọi người đều rất thích chiếc bánh này và bằng cách nào đó nó đã trở thành hình ảnh về cuộc khủng hoảng. Thật tuyệt vời. Những thứ mới lạ như chiếc bánh đặc biệt này là lời nhắc nhở rằng một chiếc khôi hài trong thời kỳ khủng hoảng có thể giúp mọi người vượt qua thời điểm khó khăn.